thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Thượng Hoàng đốt hết càng khôn võ trụ, do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Hôm nay, trong buổi trưa về, bần sĩ xin cân nhắc tất cả chư quý vị, cùng là lời gửi cho kỳ vân cư sĩ đại diện cho thầy để phổ độ chúng sanh khắp bốn miền, vì nhờ bàn tay của trò để giúp đỡ tất cả các anh em chúng ta đang bị trầm luân trong biển khổ, mê danh lợi, người tu mà còn bày bộn quá. Thấy vậy, bần sĩ đau lòng cho dòng giống của Phật Pháp phải bị mất đi. Vì lẽ đó cho nên thầy trò phải cố gắng làm sao vẫn lái thuyền để đưa chúng sanh sang sông bể. Nếu tình trạng này kéo dài hoài thì, kỳ vân cư sĩ ơi, sẽ bị hỏng hết, đạo quả không được thành, và sẽ bị hoại nắc hết thì làm sao đây? Chúng ta sống với tất cả, sống với mọi người, sống với liên bang đại quốc, sống với cả cuộc đời chúng sanh, chứ không phải sống riêng bản thân ta đâu. Vì lẽ đó cho nên hôm nay, thầy tâm huyết với trò phải ráng cố gắng làm sao chu đáo và ráng thanh tịnh tham thiền luyện đạo tâm thanh tịnh để dồi trao chút nữa. Ở nơi đây mựa tựa thầy trông, kỳ vân ơi nước mắt chảy ròng ròng thầy ban pháp cho trò lo tịnh nghĩ, tịnh tâm trí, đừng nên phung phí, độ chúng sanh trong thế kỷ ngương tàn. Cuối mùa rồi thời tiết xuôi sang, trời thay đổi khai màng lập vị, chúng còn trượt, chắc còn phá bị. Kỳ vân ơi, lấy trí để tri, trong việc làm hành động luận suy, thầy trò khổ đừng kể gì tất cả, ta giao đó, thân này phải xả, cứu nhân quần quý giá dường bao cứu chúng sanh ức triệu đồng bào, đang chìm đắm bể ao bùng thẳm, ta cho đó mà người bừa dẫm, sau này ai bồng ẩm nâng niu, kẻ sĩ bần đưa rước chuyến đòi chiều, không có chịu nâng niu yên ổn, ráng cố gắng giữ căn giữ bổn, dù nay mai nguy khốn thế nào, thầy dặn trò từng dứt chim bao, ta cứu chúng đồng bào khổ quá, thầy ở nơi, trò nơi một ngã, bần vô danh nay đã lâm phàm, không có ai kế nghiệp nhà lam, để tương ứng để làm rạng rỡ. Bần sĩ khổ nơi đây là nợ, cũng là giờ bản sở như lai. Kỳ vân là một anh tài, ráng nghe thầy dặn, ngày mai nối đời. Nếu ta có quy thiên, trò thời kế nghiệp, để sau này nối tiếp từ bi. Về nghe thầy dặn mau đi, tham thiền quán tưởng, từ bi trâu dồi. Để thay ta lo ngồi luyện đạo, để thay thầy, sau dạo du phương. Mai thầy trở lại tòa đường, bỏ thân xác giả trăm phương nghìn trùng. Đạo thay thầy để hòa chung nhịp thở, để chúng sanh trả nợ cho rồi thầy đức thầy kế nghiệp tôn ngôi, về bình trị, kẻo dân trôi ra biển, nay nghe cậu về đi cầu nguyện, ráng hy sinh đại đầu tịnh luyện cho xong, dầu cho sỏi đá minh mông, trò nghe cậu dặn, đem lòng hiền nhân, bớt cân nóng nảy hiền thần, ngồi lo tịnh tọa, hồn thân nhẹ nhàng, mai ta cứu cơ hàng còn gấp mấy, lửa cháy lan nhìn thấy bay hồn, đức thượng hoàng chí thiện linh môn, ngài đốt hết càng khôn võ trụ, đâu có thương quỷ la ma hú, thương người lành, cô chú trắng tay thương người của Phật Như Lai, thì trò phải ráng xông ngay cứu đời, cứu những bậc tuyệt vời cao thượng, cứu những ai khỏi vướng tai nạn, cứu những người đạo hạnh bước sang, cứu những bậc đại đàn hiền hậu. Trò phải ráng từ đây thay cậu, để làm đầu ấn dấu đạo ta, cùng là sơn bửu là nhà, quy về nguồn cội đạo ta rõ ràng. Kỳ vân ơi, muôn ngàn tha thiết, trích băng nhắc lại ngày xưa do đức cậu bần sĩ vô danh ứng khẩu thuyết, Sấm giảng đạo cùng từ trang 122 đến trang 124 do thiện tịnh Bửu Sơn Sydney ấn tống năm 2002. Lời bình, những câu sấm, bớt cân nóng nảy hiền thần, ngồi lo tịnh tọa hồn thân nhẹ nhàng. Mai ta cứu cơ hàng còn gấp mấy, lửa cháy lan nhìn thấy bay hồn. Đức Thượng Hoàng Chí Thiện Linh Môn, ngài đốt hết càng khôn võ trụ, đâu có thương quỷ la ma hú. Khi thế chiến ba bùng nổ, các siêu cường đánh nhau bằng võ khí hạt nhân, cả hoàng cầu bị nhiễm độc phóng xa nguyên tử. Đức Thượng Hoàng Cha Trời phải ra tay can thiệp tẩy trượt lưu thanh, dùng phép linh thiên hóa giải diệt tà lập chánh, tẩy rửa địa cầu thuần dương, đưa người hiền lên sống đời thượng nguồn thánh đức bồng lai tại trần. Thánh địa di lạc Phật vương tại miền nam nước Việt. Nam Mô A Di Đà Phật. Sydney, ngày 12 tháng 6 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa để dành thời gian quý báo để xem.